Hello, chào mọi người, chào các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Hồng Nha. Chờ các quỹ sư với Phật tử chùa Ba Sa mới các bạn đang chuẩn bị lên xe đi và đi lễ Khánh Thành và đi chùa ở Kiên Giang đấy mọi người. Chút xíu mời cả nhà theo dõi cùng với tụi mình nha. Đây xe đấy mọi người. Giờ này là 4 giờ sáng đó các bạn, đang chuẩn bị lên đường. Đây. Có mấy gì lên xe hết rồi. Đây tụi mình đang chuẩn bị lên xe. Đây mọi người. Đây mọi người. Sao chiếc xe luôn đấy các bạn. Đây các bạn. Sao chiếc xe luôn. Đây mọi người. Đang chuẩn bị lên đường. 4 giờ sáng đấy. Đây các bạn. Đây. Phật tử chùa Ba Sa mới. Đây. Cầu vồng đẹp không các bạn? Đây các bạn, đông lắm các bạn, mấy chiếc xe luôn á, nhưng mà xe này có mười mấy chỗ à, đây còn mấy chiếc đi trước nè, đây xe của mình đây, xe mới, mọi người, xe chạy luôn, chạy máy luôn đấy các bạn, vui không? Đây mọi người nhìn nè. Thank you.
Thank you.
đông lắm luôn á các bạn. Đông quá, mà nghẹt thà luôn, nghẹt tắt. Nghẹt cầu, nghẹt. Nghẹt luôn mọi người. Đang băng qua cầu đấy, năng cao trang luôn, được mà. Trời luôn đi mọi người. Ô trời. Đi chen 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 luôn. Ra mồ hôi luôn. Ta lại nhóc các bạn. Đây. Con đường đi vô đấy các bạn, đi vô đi ra đấy các bạn, đường nhỏ xíu. Luôn. Thank you.